Xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021 giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Từ vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy với bạn tuổi Tý tuần này mọi thứ sẽ diễn ra chóng vánh không được như bạn trông đợi nhưng đừng vì lý do đó mà cảm thấy buồn chán thất vọng hãy cho mình thêm những động lực những mục tiêu mới để khẳng định bản thân nhé chính ấn cũng đủ mang lại sức mạnh và năng lượng cho bản mệnh trong tuần này rồi nên cuối tuần có gặp chút khó khăn trở ngại thì cũng không phải là vấn đề gì đáng bàn hãy tự tin lên nhé con giáp tuổi Tý tuần này người tuổi Tý cảm nhận sự lạnh nhạt của một nửa của mình. lời khuyên cho phụ nữ tuổi này đó là nếu bạn không tin tưởng người đàn ông của mình, chàng sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn trong mối quan hệ. sự nghi ngờ của bạn có thể chia rẽ và tạo ra khoảng cách trong tình yêu. ảnh hưởng của tiểu hao khá rõ ràng nên người tuổi Tý nên cân đối chi tiêu hợp lý. có nhiều việc phát sinh khiến bạn chi tiền bất ngờ nếu không có khoản dự phòng thì lúc này dễ phải đối mặt với khó khăn, trở ngại. Khi không có ai dễ dàng hỗ trợ tiền bạc bạn mới càng thấy tầm quan trọng của tiền, dù đó là một khoản nhỏ. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới, thầy tử vi chỉ ra rằng trong chuyện tình cảm, nữ giới tuổi Sửu lại quá mạnh mẽ khiến cho người bạn đời của mình cảm thấy hổ thẹn và không xứng với bạn vì thế đôi khi bạn nên thùy mị, nhẹ nhàng lại để người đàn ông bên cạnh bạn có cơ hội để bảo vệ trở che. Lời khuyên cho người tuổi sửu tuần này để tránh được phiền phức đó là đừng chỉ chăm chăm tích lũy cho riêng mình. Hãy tập trung vào việc giúp đỡ những người xung quanh trước đã, bạn sẽ thấy rằng sự cho đi cũng giúp bạn nhận lại được những điều vô cùng ý nghĩa trong đời sống đấy chính tài xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người tuổi sửu có trong tay khá nhiều tiền nhưng có nguy cơ bạn tiêu quá nhiều và thậm chí cuối tuần phải nợ nần vay mượn thêm đấy vì thế bạn nên cố tránh xa những lời quảng cáo hạn chế việc mua sắm thiếu kế hoạch sao ngũ quỷ xuất hiện báo hiệu có nhiều tác nhân gây hại sức khỏe trong đó bao gồm cả việc bạn thường xuyên đối mặt với stress căng thẳng mỗi ngày dù làm việc gì thì cuối ngày bạn nên dẹp bỏ chúng sang một bên để tư tưởng thoải mái hơn dễ đi ngủ hơn Tử vi tuần mới của tuổi dần, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này cho thấy, bạn tuổi dần về chuyện tình cảm chiếm khá nhiều thời gian của bạn trong tuần này khi có nhiều chuyện buồn phiền xảy ra. Nếu là phụ nữ bạn cần nhớ rằng, bạn vẫn còn hàng tá việc phải làm, một chồng sách phải đọc, một danh sách các điểm đến cần khám phá kia kìa. Thiếu đàn ông cuộc sống chỉ bớt thú vị đi một chút chứ không hề vô vị. Sự cố chấp của bạn khiến mọi người có cảm giác xa cách kể cả những ý kiến của bạn có mạnh mẽ những ý tưởng của bạn có hay ho thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng quên lắng nghe những chia sẻ của mọi người xung quanh nữa hãy sẵn sàng cho những thay đổi nếu đó là cần thiết nhé những ngày đầu tuần của người tuổi dần có khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tỷ kiên sự bực mình khó chịu liên tục cản đường bạn và chỉ tới giữa tuần trở đi bạn mới đủ khả năng thoát khỏi những cảm giác này hãy tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất vì bạn không có thời gian cho tất cả Sao Thái Âm xuất hiện rất đúng lúc để phù trợ cho công việc, nhân duyên của con giáp này trong tuần ngay khi có cơ hội để xoay chuyển tình hình. Bạn hãy tập trung ngay vào đó, nhất là về chuyện tình cảm, bạn nên lắng nghe lời khuyên của ai đó khi họ đang nói lời thật tâm với mong muốn bạn sẽ tốt lên. Tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi của 12 con giáp cho biết đường tình cảm tuần mới của bạn tuổi mão có thể bực mình vì sự vô tâm của đối phương. Vấn đề ở chỗ là bạn và người ấy đều thường xuyên không biết cách thể hiện nhu cầu của mình, dẫn đến những hiểu nhầm và cãi vã không đáng có. Và với bạn tuổi mão, nếu cảm thấy thiếu năng lượng trong tuần này thì tại sao bạn lại không sẵn sàng dấn thân vào những dự án mới nhỉ? Hẳn nhiên những công việc ban đầu sẽ ẩn chứa yếu tố rủi ro, mạo hiểm, tuy nhiên nếu bạn tự tin vào chính mình thì còn trần chờ gì nữa? hãy để những hào hứng nhiệt huyết thôi thúc bạn nào những ngày đầu tuần của con giáp tuổi mão cũng có nhiều khó khăn khi bạn đối mặt với kiếp tài có ai đó làm bạn cảm thấy họ không thật thà thậm chí đang cố gắng lợi dụng tiền bạc hoặc tình cảm của bạn hãy tỉnh táo trong việc soi xét và ra quyết định vào thời điểm thích hợp bạn nhé sao dịch mã xuất hiện cho thấy con giáp này phải trải qua không ít khó khăn trở ngại tuy nhiên hãy giữ vững niềm tin rằng càng vất vả càng thu hoạch lớn khi bạn vượt qua hết được những điều này Tử vi tuần mới của tuổi thìn, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi thìn bước sang tuần mới này cho thấy, dường như bạn tuổi thìn rất dễ tin người trong tuần này, khi ai đó nói những điều kể cả khó tin đi nữa thì bạn cũng dễ dàng cho qua và không bận tâm tới những thông tin mà họ chia sẻ. Đối với bạn thì niềm tin luôn luôn là quan trọng nhất nhưng đôi khi nó lại hại bạn khi bạn không đủ tinh ý. Người tuổi thìn trải qua một tuần không hào hứng lắm đối với chuyện tình cảm hãy tìm cách để làm mới tình yêu của mình đi chứ hãy tạo thêm những bất ngờ thú vị cho trò chơi đuổi bắt của tình yêu tỏ ra bí ẩn một chút vì cái khó nắm bắt chính là cái muốn chinh phục thái dương trợ mệnh cho nhân duyên thì những ai độc thân hãy hăng hái đi tìm cơ hội mới cho mình đừng ngồi mãi một chỗ mà mong cầu xa xôi đừng ngại việc ai đó giới thiệu hay bắt đầu những cuộc hẹn thông qua ứng dụng hẹn hò thời gian này bạn nên học cách tự chăm sóc bản thân nhiều hơn Việc sống chậm rãi, chú tâm cũng như tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên chính là cách đối đãi dịu dàng nhất mà bạn dành cho bản thân và mọi người. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Trong tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng con đường tình cảm của người tuổi Tỵ tuần này ngày càng ngày càng đi lên, bạn ghi nhận những điều mà đối phương đã trân trọng dành cho bạn đối với một người đàn ông không có gì tuyệt vời hơn khi nửa kia công nhận về thành tích của mình hãy cho anh ấy biết bạn tự hào về anh ấy như thế nào nhé tuần này có nhiều tin vui liên quan tới công việc khi một số nhiệm vụ được hoàn thành ngay lúc này bạn và nhóm của mình có quyền ăn mừng chiến thắng đừng quên chia sẻ niềm vui ấy với những người đã cùng bạn đóng góp không ít công sức vào những việc này tuần này bạn có thể tự chăm sóc bản thân bằng cách nấu ăn bởi thức ăn không chỉ ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống miễn dịch mà còn liên quan trực tiếp tới tâm trạng cũng như khả năng kiểm soát căng thẳng của cơ thể. Sao Thái Tuế xuất hiện điểm báo tai nạn bất ngờ, ngay từ trong những việc nhỏ thì bạn cũng không nên chủ quan vì chuyện bé dễ xé ra to trong thời điểm này lắm đấy. Nếu lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm thì bạn có thể hạn chế được một số rủi ro. tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng với bạn tuổi ngọ có vận trình tuần mới khá hanh thông, bạn nên mở lòng mình ra với những ý tưởng mới mẻ của đời sống. Dù cho trong mắt những người khác chúng có một chút hoang đường, một chút thiếu thực tế đi nữa thì với bạn, đó cũng có thể là những hướng đi thú vị đấy nửa tuần đầu thực sự thử thách tính kiên nhẫn của người tuổi ngọ cho đến giữa tuần khi có chính ấn nâng đỡ bạn mới thở phào nhẹ nhõm vì những cảm giác khó chịu đã được giải tỏa, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn để tập trung vào nhiệm vụ đang dở dang. Đường tình cảm của con giáp tuổi ngọ lúc này rất đáng mơ ước. Bạn cần nhớ là dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả đều cần được yêu thương và trân quý. Bạn nên bắt đầu học cách yêu bằng việc nói những lời khiến cho chàng cảm thấy mình là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn sao bách Việt chỉ tốt cho những người độc thân tuổi ngọ mà thôi, tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng với họa đào hoa vì không phải ai đến tìm hiểu bạn cũng có ý tốt. Thậm chí có người không được sự chấp thuận của bạn còn nảy sinh thù hằn và cố tình gieo rắc tin xấu về bạn nữa đấy. Tử vi tuần mới của tuổi mùi, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021 với bạn tuổi mùi bước sang tuần mới này cho thấy ai đó có thể nói rằng họ cần bạn, họ muốn bạn dành thời gian cho họ. Tuy nhiên việc đặt họ vào mức độ ưu tiên nào thì còn phụ thuộc vào bạn nữa. Đừng quên rằng bạn cũng có những nhu cầu, những mong muốn riêng trong đời sống cần phải được đáp ứng trước tiên, và điều đó hoàn toàn chính đáng. Công việc của người tuổi mùi tuần này diễn ra thuận lợi, hành thông một phần là nhờ vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp và cấp trên. Tuần này cũng rất tốt cho bạn có cơ hội cho việc hợp tác, thực hiện một dự án mới chính tài xuất hiện đưa tới tài lộc vào đầu tuần thì bạn hãy tận dụng tốt cơ hội đang có để kiếm tiền vì từ giữa tuần trở đi khó khăn lại ập tới khiến bạn không ít lần lao đao lúc này thì phải mạnh mẽ đối mặt chứ đừng bỏ cuộc đấy nhé sao thiên cầu nhắc nhở con giáp này ăn nói phải giữ ý từ nhất là trong các cuộc nói chuyện có người lớn tuổi hãy tránh xa những cuộc tranh chấp không liên quan nhất là khi mọi việc còn không rõ ràng thì tranh cãi đúng sai sẽ chẳng ích gì đâu Từ vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của tuổi thân cho thấy, với bạn tuổi thân bị tác động quá nhiều bởi ngoại cảnh. Tương lai thuộc về bạn và là do bạn làm chủ, thay vì bất cứ ai khác. Vậy thì đừng để bất cứ người nào gây ảnh hưởng đến những mục tiêu, những quyết định của bạn nhé con giáp tuổi thân. Hãy mạnh dạn và quyết liệt hơn trong các bước đi đi nào tuần mới có nhiều thăng trầm và nhiều chuyện khó lường nhưng niềm vui cùng sự an yên sẽ ghé thăm bạn vào giữa tuần với sự giúp sức của thực thần. Có thể nói, bạn đã tìm lại thế cân bằng và đầu óc sáng suốt lên, dễ đưa ra quyết định chính xác vào lúc này. Đừng tỏ ra quá dễ tính, hay bỏ qua lỗi lầm của người ấy nhé con giáp tuổi thân, việc này không tốt cho chuyện tình cảm. Khi tìm bạn đời một cách nghiêm túc và muốn cùng ai đó xây dựng cuộc sống vợ chồng, họ cần một người có thể đưa ra những ý kiến tham khảo tuyệt vời trong những lúc cần đưa ra quyết định. Sao Thiên Đức hỗ trợ cho con giáp này có cơ hội phát tài lộc, gặp may hơn trong việc kinh doanh, đầu tư. Tuy nhiên, mọi việc đều cần dựa vào kiến thức thực sự của bạn chứ không phải là những lời hứa hẹn suông từ ai đó. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Dậu cảm thấy tình cảm buồn khi hai người có nhiều khoảng cách. Thỉnh thoảng, hãy nói với đối phương rằng bạn luôn thoải mái để tâm sự với người ấy bất cứ điều gì và niềm tin của bạn dành cho đối phương sẽ là mãi mãi. Điều này mang đến cho cả hai cảm giác an toàn và ổn định khi yêu. Công việc không đi theo kế hoạch khiến đầu óc của người tuổi Dậu tuần này luôn trong tình trạng căng thẳng. Đừng mong chờ sẽ có phép màu hỗ trợ bạn trong lúc này, trước tiên bạn nên tự tìm cách cứu mình đã, nếu có người khác hậu thuẫn thì sẽ càng tốt. Con giáp này nhất định phải cẩn trọng với thương quan xuất hiện vào giữa tuần khi bạn nhận được kết quả không tương xứng với những gì mình bỏ ra. Thậm chí, có người không hiểu chuyện còn quay sang chỉ trích nếu biết khéo léo xử lý thì bạn sẽ được minh oan vào ngày sau đó. Sao Bạch Hổ dự báo họa huyết quang, bất lợi cho sức khỏe của bạn ở nhiều phương diện, có thể là do ảnh hưởng từ lối sống cũ có nhiều sai lầm trước đây ảnh hưởng tới bạn. Nếu có thể bạn nên cố gắng ngủ đủ từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, để nghỉ ngơi và nạp đầy năng lượng cho ngày mới năng động. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Tuần mới này xem tử vi cho thấy chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tuất thời gian này có nhiều vấn đề khiến bạn cảm thấy phiền lòng khi một số việc không diễn ra theo kế hoạch. Thậm chí nhiều cặp đôi căng thẳng kéo dài mà không có cách nào để xử lý. Có nhiều người cần dành thời gian để xem xét lại tình cảm hiện tại để biết bạn có nên tiếp tục hay không. Nguồn năng lượng dự trữ của người tuổi Tuất thực sự giá trị trong tuần này vậy nên bạn hãy sử dụng chúng đúng cách nhằm đạt được kết quả cao nhất trong công việc nhé đừng để thời gian trôi qua một cách phí phạm trong khi bạn không đạt được những kết quả tốt trong ngày có việc gì cần làm cần quyết định thì bạn nên thực hiện vào những ngày đầu tuần khi có thiên tài tương trợ vì càng về cuối tuần càng có nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn không thể tập trung làm được việc gì cuối tuần này bạn nên nghỉ ngơi cho bản thân chút thời gian thành thơi để hồi sức nữa nhé Tử vi trợ lực mang lại cơ hội mới để bản mệnh thu hút tài lộc mới về mình. Nếu lên kế hoạch tốt với việc chuẩn bị chu đáo thì hứa hẹn bản mệnh sẽ có nguồn thu dồi dào trong tuần này. Tử vi tuần mới của tuổi hợi, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2021. Theo tử vi tuần mới của tuổi hợi cho thấy, tình cảm của người tuổi hợi giai đoạn này không được tốt, bạn nên nhớ rằng họ cần bạn ở bên bởi sự chiều mến yêu thương của bạn họ mong sự tinh tế khả năng thấu hiểu và đồng cảm của bạn sẽ giúp người bạn đời của mình dễ dàng vượt qua những trở ngại trong cuộc sống chứ không phải những lời trách mắng chê bai tuần mới cho thấy tất cả những thông tin những kiến thức mà bạn cần đều đang ở trước mặt bạn rồi vậy thì đây là lúc để bạn hành động hãy bắt tay vào thử sức mình với những kế hoạch những mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó bạn sẽ thấy những gì bạn thu thập phát huy tác dụng tốt đấy Tuần này, người tuổi hợi nên tập thói quen làm đẹp cho bản thân bằng dành chút thời gian cho mình vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn có thể nâng niu làn da của mình bằng việc đắp mặt nạ hay mát xa vào buổi tối trong khi nhấm nháp một cốc nhỏ nước ấm và nghe bản nhạc mà bạn yêu thích. Ảnh hưởng của đại hao cho thấy tiền bạc ra đi ảo ảo do ảnh hưởng của lối sống xa hoa mà bạn đang cố gắng bắt trước theo. Bạn nên ý thức hơn việc mình đang đứng ở đâu, nếu muốn có lối sống ấy, bạn nên chăm chỉ làm lụng hơn để gia tăng nguồn thu nhập cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại